Con trai của mẹ ăn bơ nhá. Ăn quả bơ nào. Mẹ dầm quả bơ ra cho con ăn nha. Dầm bé bé xíu xíu ra nhí là con ai nhai được đấy nhà con nhỉ. Yum yum yum, ngon quá. Bơ dầm bí, dầm sữa con nhí. Ngon thế nhỉ. Con trai mẹ ăn bơ cho thông minh nhà con nhà. Quả bơ là có nhiều DHA này, giúp cho sự phát triển của não bộ này. Ngoan quá, con trai của mẹ ăn ngon ghê. Hoan hô Leo. Yum yum yum. Quả bơ. Avocado. Leo eating avocado. Leo nói yum 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 yum. Ăn xong thì mẹ cho con đi tắm rửa nhá, cho sạch sẽ nhá. Rồi đón bố về. Bố cho đi dạo nhà con nhá. Leo của mẹ thích ăn bơ à? Con ngoan. Ngoan quá. Ngoan, hoan ơi. Nhìn này, nhìn bạn Leo trong camera kìa. Bạn Leo cũng ăn đấy. Bạn Leo cũng ăn quả bơ đấy. Bầm 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 đan đi đan đi đan đi đan đi đan. Giỏi quá, con trai của mẹ giỏi quá nha. Leo ơi, Leo giỏi quá, mẹ yêu Leo lắm nha. Leo ăn ngoan thế này thì mẹ yêu Leo lắm ý nha con nha. Yum, đúng rồi.